Yên Bái, người dân đổ xô đi đãi cát tìm vàng với khát vọng đổi đời. Từ giữa tháng 2 năm 2023, xuất hiện tin đồn có người tìm thấy viên đá quý giá trị cao ở khu vực bãi cát sông Chảy thuộc địa phận xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, khiến hàng trăm người dân trên địa bàn huyện Lục Yên đã đổ xô đi đào sới, mong tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, nhiều người đã phải vỡ mộng. Đá quý thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy mệt, tốn công sức. Bên cạnh đó, còn tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự. Có người tưởng chừng may mắn khi tìm được viên đá giống đá quý, thế nhưng khi đập ra cũng chỉ là những cục đá hỏng. Người dân đều hỏi nhau rằng có ai biết người may mắn là ai không, thì cả trăm người đều lắc đầu không biết. Rất có thể tin đồn nhặt được đá quý là do ai đó bán mẹt tung ra để tẩu tán lượng mẹt tồn kho cho bà con đem đi sang. Hiện cơ quan chức năng đã tổ chức tuyên truyền cho người dân ở địa phương không tham gia vào việc khai thác khoáng sản trên dòng sông Chảy, ban hành văn bản chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm ngặt việc đào bới trái phép khoáng sản trên sông Chảy. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Comment ngay cho TV Trend được biết với nhà. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trend. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.